Các bạn biết ở trong cái âm của người bản ngữ, người ta phát âm một từ vựng, người ta không phát âm như Việt Nam. Người Việt Nam mà nói một từ vựng thì nó rất là nhanh, không có cần phân biệt kỹ trong âm đó. Nhưng người nước ngoài chú ý rất kỹ về cái âm đuôi, các bạn biết âm đuôi rất quan trọng đối với người nước ngoài, nên người ta sẽ phát âm một từ vựng rất chậm, chú ý vào âm đuôi. Nên cái trường hợp người bạn thấy là người nước ngoài này nói tiếng Việt Nam là Việt Nam, do nó quan trọng như thế, âm luôn nó quan trọng nên người ta sẽ tách ra làm hai phần, là phần thứ nhất là phần trước và phần thứ hai là từ âm đuôi, là phần thứ hai tách ra, đúng không? Việt Nam. Right. Đó là một cái điều mà đặc trưng của người nước ngoài luôn. Người bản xứ ở Anh, ở Mỹ, người ta sẽ phát âm từ vựng tách ra, nên mình nghe từ người ta phát âm rất là hay, mình sẽ phát âm lại nó như cọc lóc, nó ngắn gọn á, nó là bản chất như vậy. Ví dụ như này, ten 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 ten, hoặc là rest rest, like come come come, teach teach, tooth tooth. Hay những cái từ này, turn turn, repeat repeat, bear repair, repeat repeat, can can. Okay, can I say can?